giá xe Kia Morning niêm yết và lăn bánh tháng 11 năm 2021. Kia Morning là mẫu hatchback hạng A được nhiều khách hàng tại thị trường Việt Nam chọn mua bởi giá bán rẻ, thiết kế trẻ trung, năng động cùng màu sơn ngoại thất bắt mắt, phù hợp với cả nữ giới và nam giới cho nhiều mục đích sử dụng. Ngày 14 tháng 11 năm 2020, Thaco chính thức giới thiệu hai phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Kia Morning, tại Việt Nam là GT Line và X Line. Xe có 8 tùy chọn màu sắc ngoại thất gồm trắng, bạc, xám, vàng, xanh lá mạ, xanh da trời, cam, đỏ. Đối thủ cạnh tranh với Kia Morning là Hyundai Grand i10, Honda Brio, Toyota Wigo, Suzuki Shinryu, VinFast Fadil, Chevrolet Spark. Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh xe Kia Morning cập nhật mới nhất tháng 11 năm 2021. Kia Morning GT Line và Kia Morning X Line giá niêm yết 439 triệu. Kia Morning Standard MT giá niêm yết 304 triệu. Kia Morning Standard giá niêm yết 329 triệu. Kia Morning Deluxe giá niêm yết 349 triệu. Kia Morning Luxury giá niêm yết 383 triệu. Ngoại thất, thiết kế của Kia Morning 2021 đã lột xác đáng kể. Sự thay đổi rõ rệt nhất nằm ở lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống. Bản GT Line có thêm điểm nhấn là đường chỉ đỏ ở chi tiết này và hai bên thân xe, cũng như phía cản sau. Tổng thể ngoại thất của Kia Morning không quá nổi bật và xuất sắc, tuy nhiên nhờ thiết kế nhỏ gọn, đơn giản nhưng đầy tinh tế đã giúp cho mẫu xe cỡ nhỏ này đủ sức gây ấn tượng với khách hàng. Điểm nhấn đáng chú ý là chi tiết lưới tản nhiệt hình mũi hổ kết hợp cá tính với cụm đèn sương mù gương cầu. Ngoài ra, cản sau và sự xuất hiện của ống pocket mạnh mẽ mang đến ngoại hình đậm chất thể thao cho mẫu xe này. Hệ thống chiếu sáng trên Morning mới vẫn là đèn pha và đèn sương mù halogen projector, nhưng được nâng cấp lên bóng LED cho đèn định vị ban ngày và đèn hậu. Ngoài ra, ngoại thất xe còn sở hữu thêm tính năng tự động bật trên tắt đèn pha, gương chiếu chỉnh điện, tích hợp tính năng sấy. Nội thất, Kia Morning 2021 có kích thước tổng thể là 3595x1595x1485mm tương ứng chiều dài cơ sở 2400mm. Là mẫu xe cỡ nhỏ, tuy nhiên Kia Morning vẫn sở hữu không gian bên trong xe khá thoải mái, vì các bộ phận nội thất được thiết kế hợp lý. Điểm nhấn đáng chú ý trên Kia Morning 2021 là màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, thiết kế ấn tượng nhất trong phân khúc hạng A. Các trang bị khác trên xe có thể kể đến như hệ thống âm thanh 6 loa, vô lăng bọc da, đồng hồ đa thông tin phía sau kết hợp màn hình LCD 4,2 inch. Ghế ngồi trên Kia Morning mới đều được bọc da, riêng bản GT Line có thêm đường viền và chỉ khâu màu đỏ, trong khi bản X Line sử dụng chỉ khâu màu xanh lá. Tất cả các phiên bản đều trang bị ghế chỉnh tay 6 hướng. Khoang hành lý trên xe có dung tích 255 lít và tăng lên 1010 lít khi hàng ghế thứ hai được gập xuống 640 giúp tăng thêm diện tích chứa đồ. Động cơ, Kia Morning sử dụng động cơ xăng Capa, dung tích 1.25 lít 4 xi lanh thẳng hàng cho phép xe đạt công suất 86 mã lực và mô men xoắn 120 Newton. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp. Chiếc xe cỡ nhỏ Kia Morning nhận được nhiều đánh giá tích cực khi mang đến cảm giác lái thú vị và vận hành ổn định. Bên cạnh đó, khả năng tiết kiệm nhiên liệu ở mức 65L100km cũng là điểm cộng giúp mẫu xe này được lòng khách hàng Việt. Trang bị công nghệ và an toàn trên Kia Morning gồm phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp EBD, hệ thống cân bằng điện tử ESP, hệ thống ổn định thân xe VSM, cảnh báo va chạm phía trước FCVKS, camera lùi, cảnh báo áp suất lốp TPMS, cảm biến lùi và hai túi khí trên phiên bản cao cấp nhất. Ưu điểm: thiết kế trẻ trung, năng động. Nội thất rộng rãi, trang bị nhiều tiện nghi. Động cơ đáp ứng sức mạnh vừa đủ. Vô lăng trợ lực điện nhẹ nhàng khi đi phố. Vận hành ổn định, đầm chắc ở giải tốc 30-80 km/h. Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng rẻ, linh kiện dễ tìm. Nhược điểm: giá xe bản mới tăng cao, không còn rẻ nhất phân khúc. Khả năng cách âm chưa tốt. Vận hành trên 100 km/h xe bồng bềnh, kém an toàn. Cảm ơn bạn đã xem video. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.